Vận thốc của chúng ta đâu, cho nên chúng ta mua tốn tiền mà rốt cuộc về xài cũng không được. Thì bây giờ nếu mà thượng tọa giác đẳng không có thể dẫn nhập được, và như vậy được biết rằng hôm nay thượng tọa cũng rất bận công việc, cho nên không có thể tham dự trong room giờ thảo luận nữa. Do đó thượng tọa có soạn 5 câu thảo luận sẵn. Thì cái giờ đầu là chúng tôi giảng bài học ngày hôm nay, và cái phần sau cái phần thảo luận đó, cái phần này nó có liên quan đến bài kinh Trường Bộ, bài kinh Kiên Cố của lượng Kê Quốc Tháp, có đề cập đến sự thắc mắc của một vị tỳ kheo. Và cái sự thắc mắc này cũng giống như là cái câu hỏi của chư thiên, tương tự như vậy. Và Đức Phật đã trả lời. Thì thượng tọa giác đẳng lấy cái bài kinh Kê Quốc Tháp đó để làm cái đề tài thảo luận cho cái bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho chánh kinh của bài học, rồi sau đó chúng ta sẽ được nghe giảng. Hôm nay hy vọng rằng giờ chót tôi sẽ có một vài vị giảng sư vô tiếp, nếu không thì một mình chúng tôi phải bao trọn gói, gọi là bao sân, 2 tiếng đồng hồ thì chắc mệt lắm thưa quý vị. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sát thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Từ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt, cảm ơn Từ Bi cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin bật được phép đọc phần chánh văn. Dạ, cảm ơn cô tu nữ tinh hạnh. Chấm dứt dòng sinh tử, kinh nước chảy. Sarasutta, chương 1, tương ưng chư thiên phẩm kiếp. Hai đặc tính của kiếp trầm luân là cuốn phăng theo dòng chảy và sự lẫn quẩn xoay tròn như vô tận. Danh sắc hai năm muộn vốn mang theo bao điều hệ lụy. Trong khổ đau muôn thở, đôi khi chúng sanh cũng nghĩ về một cảnh giới thật bình an. Một trong những yếu tính của giải thoát là hoàn toàn vượt khỏi chi phối của ngũ dục, của vật chất. Nói sâu xa hơn, bốn đại chủng căn bản của vật chất là địa đại, phong đại, hỏa đại và thủy đại. Kinh văn: Sa quách thích ni đa năng, ê cấm manh tăng thí ta khô sa, đê quách ta phá gắt đồ, san tích kê y măng ga thăng, áp hà, si. Nhân duyên ở Sa quách thi, đứng một bên vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Vị thiên: Kuto sara ni tan ti cách quát tăng na quát ta ti cách thanh na man cha ru ban cha a se sang u ba rút cha ti ti. Chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dần, chỗ nào danh và sắc được đoạn nghiệp không dư. Bản hiệu đính: Ở đâu suối chảy ngược, vòng luân chuyển ngừng xoay, ở đâu danh và sắc tịch diệt không mảy may. Thế Tôn: Chá thác a bơ chá bát thác quy tê chơ qua dơ na gà thách tít a tờ sa ra ni quách tành tít a tha quách tăng na quách ta tít a thác na manh chá rù bành chá a xê sang a ba rút chá tì tít. Chỗ nào nước và đất, lửa gió không vững trú, do vậy nước chạy ngược chỗ ấy xoáy, chỗ ấy nước xoáy dừng,
Chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư, mãn hiệu đính. Ở đâu đất nước lửa và gió vô sở trụ, ở đây suối chảy ngược, dòng luân chuyển ngừng xoay, ở đây danh và sắc tịch diệt không mãi mai. Xích văn. Atha, bất cứ nơi đâu, à bờ nước, Pathavi đất, tê chờ lửa, và dờ gió, Naga Thati không an lạc vô sở trụ, Ato ở đáy, Sara dòng suối phỉ lưu, đi quách tăng tí quay đầu đi ngược, Atha ở đáy quách tăng dòng luân chuyển. Dạ con xin đọc lại câu này. Quách tăng vòng luân chuyển, Na quách ta tí không quay, Na má danh tâm thức rù bá sắc vật chất, AC sang hoàn toàn, Ubarut Chati tịch tịnh. Thì, theo sớ giải thì vị thiên hỏi về sự chấm dứt dòng sanh tử. Đức Phật nói về Niết Bàn trong cách nói tương đối đơn giản là sự chấm dứt bốn đại chủng. Đây là cách nói rất tương đối như nói về sự chấm dứt hai mắt xích danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xuất, cả hai đều liên hệ nhiều đến bốn đại chủng. Nói ngắn gọn như vậy không phải là đầy đủ, nhưng đáp ứng khả năng lãnh hội của người tham vấn. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình thì kheo giác nặng, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỷ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Phật, kính lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Ni Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa, giác đẳng Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức có mặt ở trung rừng. Hôm nay chúng ta học một bài kinh ngắn cũng trong vòng trưng chư thiên. Một vị trời đã nói lên bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn tại Sao Thi. Chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư. Cái chữ Sara đó, thưa quý vị, nó là nước hay là một cái hồ, cho nên nó có gọi là Saruruha. Saruruha là hoa sen, tức là cái loại hoa mà nó mọc ở trong hồ. Cho nên ở đây chữ Sara nó có nhiều nghĩa, nó không hẳn là cái dòng suối mà nó chỉ là cái dòng nước, bất cứ nước ở trong hồ hay là nước trong ao, trong sông gì cũng là gọi Sara. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ Sara ở trong chú giải
Giải thích chữ Sara ở đây là Sansara, Sara tức là cái dòng nước của luân hồi. Dòng nước luân hồi. Cho nên cái câu mà Kuto Sara Nếu tăng tí chú giải giải thích rằng Ime Sansara Kuto Nếu tăng tí tức là do đâu, mà cái dòng nước nó chảy ngược, nước luân hồi nó chảy, cái dòng luân hồi nó chảy ngược. Chúng ta dịch tắt chữ sansara của chúng ta không có dịch là cái dòng luân hồi ở chúng ta không dịch dòng nước luân hồi mà chúng ta dịch là cái dòng luân hồi. Cái dòng chảy luân hồi đó nó khác với cái nghĩa là cái vòng luân hồi, quý vị nhớ gì? Cái chữ Naga Tha Tí ở đây là Na Pa Tí Tha Tí, không có chân đứng, không có chân đứng, tức là nó không có duyên trợ để mà cho nó hình thành đó, gọi là không có chân đứng. Còn cái chữ Ato Sara đó thì mà Đức Phật ngài giải thích cái chữ Ato Sara nếu qua tăng tí thì ở đây chữ Ato nó có nghĩa là Ato Dipa Nato, tức là chỉ cho Niết bàn. Cái dòng chảy luân hồi nó không có chảy xuôi nữa mà gọi là chảy ngược, tức là nó trả lại, nó dừng lại thì do Niết bàn. Bây giờ đó thì hai bài kệ quý vị đã được nghe khi vị chư thiên hỏi chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, không dư tài nữa thưa quý vị. Thì Đức Phật ngài đã trả lời rằng chỗ nào đất, nước, lửa, gió không vững trú chỗ ấy nước chảy ngược, chỗ ấy nước xoáy dừng, chỗ ấy danh là sắc được đoạn diệt không dư. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích về vấn đề luân hồi sanh tử, vấn đề niết bàn và vấn đề bốn đại được chấm dứt. Ở đây thưa quý vị,
Chúng ta có hai từ đồng nghĩa với cái sự luân hồi, đó là cái quá tá. Chữ quá tá hôm nay thì nó tệ hơn ngày hôm qua thưa quý vị. Hôm qua vì cái chỗ mà nó bán cái server đó, nó gạt thượng đội giác và gạt sư tự tri, nó lấy được tiền rồi cho nên nó cho thử nghiệm ngày tốt thôi, và hôm nay trở đi thì không tốt, và tiền thì mình đã đóng rồi, vào tay Ngọc bóc không ra, giờ mình đâu có đổ lại được. Quý vị chịu khó nghe cũng như lúc trước vậy đó. Ở đây thưa quý vị, nói đến cái dòng sanh tử luân hồi đó thì có nhiều cách để nói, để trình bày, mà chúng ta phải hiểu rằng đó là cái dòng dòng chảy liên tục, và đó là cái chỗ nước xoáy của ta. Ở đây trong một bài kệ Pháp Cú, Đức Phật ngài có dạy rằng đi kha cha rất đó tiết đi khăn sanh tác sẽ vô chánh năng đi khô ba la năng sanh xa rô sập tham mắng ngồi chơi na tăng đêm và đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, lưng hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Cái chữ samsara được sử dụng trong cái nghĩa đó, và cái chữ quá tá đó thì xài trong một cái nghĩa khác. Thí dụ như nói quá tá đúc khăn tức là khổ luân hồi, chúng ta cũng xài cái chữ chữ quá tá khổ luân hồi. Hoặc là chúng ta nói cái vòng sanh tử luân hồi
Chỗ này chúng ta gọi cái vòng, vòng tròn 12 mắt xích, cái vòng sanh tử luân hồi. Nó 12 cái mắt xích, nhưng mà nó tóm gọn lại thì nó chỉ có ba luân, ba có 8 mà thôi, chỉ có 8, có 8 chấm dưới ba luân hồi. Tức là bắt đầu chữ kili sau có 8, tức là phiền não luân hồi. Rồi tâm có tác là nghiệp luân hồi. Và quý ba có quá tác, tức là quả luân hồi. Phiền não ở đây là chỉ cho vô minh, ái thủ. Còn nghiệp luân hồi ở đây tức là chỉ cho hành và hữu. Còn quả luân hồi là thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, sanh lão tử. Thì bắt đầu cái trận đầu là phiền não luân vô minh, nó chuyên cho nghiệp luân là hành. Rồi nghiệp luân nó chuyên cho quả luân, tức là thức danh sắc lục nhập xúc thọ. Rồi hiện tại thì phiền não luân tức là ái và thủ, nó duyên cho nghiệp luân tức là hữu, nghiệp hữu. Và duyên cho quả hữu, duyên cho quả luân, nghiệp duyên cho quả luân, gọi là sanh lão tử sầu bi khổ oai. Do đó khi mà chúng ta nói đến cái dòng luân hồi này thì chúng ta nói nó là samsara. Nhưng mà chúng ta tách ra thì chúng ta nói có ba cái pháp luân chuyển, hay là có ba cái dùng nước xoáy làm cho chúng ta bị cuốn phăng theo cái dòng chảy đó, kéo chúng ta vào cái dòng chảy đó. Thì ba nước xoáy đó gọi là quá tắc. Cho nên chúng ta phải hiểu hai từ đó là như vậy. Bây giờ cái ý vị chư thiên nó hỏi đó, là cái chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng. Thì ở đây Đức Phật này trả lời rằng thay vì trả lời như trong chú giải đó, thì ở đây chỉ lấy cái câu sau: chỗ nào nước và đất lửa gió không vững trú. Ở trong bài kinh Devatthá, bài kinh Devatthá, thì Đức Phật này dùng cái từ là không có chân đức. Ở đây địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không có chân đức. Thì cái chỗ mà cái câu mà nói là chỗ nào nước và đất lửa gió không có chân đứng, do vậy nước chảy ngược, chỗ ấy nước sẽ dừng đó, là bốn câu này để cho chỉ cho niết bàn.
Bởi vì Niết Bàn là vô sở trụ, Niết Bàn không có cái hiện tướng, vừa anh Niết Bàn tắt là vô vô tướng, Niết Bàn là vô nguyện Apanihita, và Niết Bàn là không tánh Sunyata, trống rỗng không có gì hết. Thì ở đây trong bài kệ của vị chư thiên đó, thì nước chảy và nước xoáy đó là để chỉ cho cái dòng luân hồi. Mà nói ẩn nghĩa thì chỗ nào nước chảy ngược thì ở đây cái dòng luân hồi bao giờ cũng chảy xuôi. Nhưng mà ở đây nói chảy ngược, khi mà hỏi vậy thì Đức Phật mới trả lời là Niết Bàn, trả lời là Niết Bàn. Niết Bàn đó thưa quý vị, cái danh từ này chúng tôi cũng thường hay trình bày giải thích. Cái chữ Niết Bàn là độc âm của cái chữ Nibbana. Còn khi chúng ta gọi là Niết Bàn á, y e tự yết á, Niết Bàn là độc âm của cái chữ Niết Bàn. Nirvana tức là Niết Bàn, đọc theo tiếng Bắc Phạn á, tiếng Sanskrit. Còn đọc tiếng Bali á, thì chữ đi n i r đó, chữ chữ r đó, rất tiếc là hôm nay không có thượng tọa ở đây để chứng minh cái server nó quá hấp dẫn, nó đã gạt hai thầy trò của sinh viên từ trì ngày mai thì nghe ngon lành lắm, nghe liên tục. Ngày hôm qua sinh viên thông vừa nói là hay nhất từ đó đến giờ trong lịch sử của Văn Thọ rồi rất không bao giờ, thì nó cũng trở lại chứ không còn là hấp dẫn nữa. Thì thưa quý vị, cái chữ mà chúng tôi gọi là Niết Bàn đó, tức là chữ Niết Bàn đó, quý vị nhớ vậy. Thì cả hai chữ này đó đúng ra cái căn của nó là chữ ni rác,
Còn cái chữ Ai, sao kỳ vậy trời? Chúng tôi không hiểu nổi. Bây giờ quý vị có nghe được chưa? Hay là cái ngày hôm nay Văn Thoát không cho chúng tôi nói chuyện nữa. Thì thưa quý vị, cái chữ Niết Bàn đó, trước nhất chữ Nirvana, tức là này không có cái sự tham ái, nghĩa là chấm dứt tham ái. Bởi vì ái ở đây đó chính là tập đế, là nhân sinh khổ, mà ái kết thúc thì khổ không có. Vì cho nên mới gọi là Niết Bàn. Thì bây giờ Đức Phật Ngài trả lời ngắn gọn, không như dù không phải là đầy đủ nhưng mà nó đáp ứng được cái khả năng lãnh hội của cái người người hỏi là vị trời đó. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng nếu mà chúng ta nói cái thân này, cái thân sanh hữu này thì chúng ta chỉ nói đến sáu đại thôi cũng được. Hay là sáu giới gọi là tha tú, địa giới Patthavi tha tú, đất Avo tha tú là thủy giới, là nước Techo tha tú là lửa, Vayu tha tú là gió, Akasa tha tú là không giới, hư không giới, và Vijnana tha tú là thức giới. Chữ thức ở đây là đại diện cho bốn danh quẩn. Cho nên gọi là danh. Và sắc ở đây là lấy bốn đại làm tiêu biểu cho những cái thành phần vật chất. Nhưng mà trong cái sắc á, được gọi là sắc quẩn, mình chúng ta phải hiểu là nó gồm có sắc do nghiệp sanh, gọi là sắc nghiệp, không phải chất rupa,
sắc do tâm sanh gọi là chittaccha arupa. Sắc do thức ăn sanh gọi là aharaccha arupa. Và sắc do thời tiết sanh gọi là uttaccha arupa. Ngoài sắc đó ra đó thì đất nước, đất đá, cây cỏ, sắc kẽm bùn chì thuộc ngoại giới ở bên ngoài đó chúng ta gọi là Dhammata Arupa, là cái sắc thiên nhiên chúng ta chưa nói tới. Bởi vì cái sắc thiên nhiên này nó không có dính dấp gì tới cái sự luân hồi hết. Nhưng mà cái sự luân hồi của chúng ta đó thì nó có liên quan đến sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Rồi khi nói đến danh đó, thì đây là danh quận, nó gồm có bốn, tức là thọ quận, tưởng quận, hành quận và thức quận. Cho nên nếu mà chúng ta nói đến danh sắc thì danh có bốn, danh quận có bốn, sắc quận cũng có bốn, chúng ta cứ nhớ như vậy là đúng rồi. Mà khi nào mà danh sắc diệt không có dư tàn thì cái chỗ đó cũng là chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên có hai cách nói. Trước nhất là Đức Phật hay dùng cái hình ảnh Niết Bàn với cái sự minh họa là cái chỗ minh họa ở đây Niết Bàn là chỗ mà Niết Bàn là chỗ đất nước lửa gió không có chân đứng, vô sở trụ. Thứ hai, là cái chỗ ấy á, danh sắc được đoạn diệt không có dư tàn. Bởi vì Niết Bàn là ngoại quận. Niết Bàn không được kể là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Niết Bàn chỉ được xem như là pháp xứ và pháp giới thôi, mà pháp xứ là vô vi giới và Dhammata thuộc pháp giới ở đây cũng chỉ là vô vi giới. Cho nên đó, nội trọn cái bài kinh này chúng ta đừng có nhớ mênh mông ý nghĩa này ý nghĩa khác, chúng ta chỉ nhớ một điều ở đây bị chư thiên đó dùng cái hỏi lung tung như vậy, nhưng mà chung quy lại chỉ hỏi rằng là chỗ nào đất nước lửa gió không có chân đứt, và chỗ nào danh sắc được đoạn diệt không có dư tàn, thì Đức Phật phải nói là Niết Bàn. Nhưng mà vị chư thiên đó mới hỏi Đức Phật, mới dùng cái từ gọi là
chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xáo dừng, là chỉ cho cái sự luân hồi kết thúc, luân hồi chấm dứt. Thì Đức Phật này lấy Niết Bàn để làm cái đề tài mà trả lời cái câu đó. Chỉ có Niết Bàn rồi đó thì mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Mà ngài định nghĩa Niết Bàn ở đây đó là cái trạng thái mà tình trạng mà đất nước rửa gió không có chân đứng, và tình trạng mà danh sắc ngũ quẩn nó được đoạn diệt hoàn toàn, nghĩa là không có dư sót, chỉ vậy thôi. Khi mà chúng ta đọc một bài kệ đó, chúng ta cần phải thẩm nghiệm một lần, hai lần, ba lần, và chúng ta đem so sánh với chỗ này hay chỗ khác, rồi chúng ta dùng trí tư để chúng ta suy nghĩ, thì chúng ta đúc kết lại thì chúng ta sẽ không có lấy gì làm khó khăn. Trong thời gian dài mà chúng tôi rất là mệt mỏi, nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng thành công được đó, là khi mà chúng tôi trinh yếu thanh tạo, đọc ở trong đó thì giải dài dòng lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi cố gắng đọc qua đọc lại, đọc qua đọc lại, đối chiếu với bản Pali phải 4-5 lần như vậy, cuối cùng chúng tôi mới phát hiện ra nó dài như vậy mà chỉ tóm gọn chỉ có bao nhiêu thôi. Cho nên khi mà chúng tôi viết ra, chúng tôi cảm thấy rất là ưng ý. Cũng như trong cái bài kệ vậy, vị chư thiên đã hỏi Đức Phật, cũng dùng nhiều cái từ ngữ mà nó lắt léo để hỏi, những từ ngữ ám ngữ, chỗ nào nước chảy ngược, chỗ nào nước xoáy dừng, có không? Thì ra là chỉ cho Niết Bàn thôi. Rồi chỗ nào mà danh và sắc được đoạn diệt không như tàn thì cũng là Niết Bàn thôi. Nhưng mà Đức Phật nói về Niết Bàn, ngài không có nói nhiều, ngài không có nói ở cái cảnh khác, mà ngài chỉ nói rằng là chỗ nào đất nước lửa gió không có chân đứng thì chỗ đó gọi là Niết Bàn. Chỗ nào mà danh sắc đoạn diệt không có dư tàn, ngũ quẩn đoạn diệt không có dư tàn thì đó gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn thì lại là chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử, làm cho cái vòng luân hồi nó chuyển ngừng và luân chuyển, nó ngừng xoay. Thì chỉ ý nghĩa đại khái là như vậy thôi quý vị. Bây giờ chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng hôm nay ở đây. Chúng ta sẽ bước qua cái phần thuận. Trong phần thảo luận này thì Thượng Tọa Giác Đẳng có dẫn chứng ở trong kinh Trường Bộ bài kinh Kê Quát Thá,
một cận sự nam tên gọi là Tiêu Bách Thá ở tại Nalanda. Cái cư sĩ Tiêu Bách Thá đó đi đến Đức Phật, và mới bạch với Đức Thế Tôn rằng là thành phố Nalanda, Nalanda phồn thịnh, dân chúng đông đúc và có tính thành với Thế Tôn. Nếu mà Đức Thế Tôn cho phép vị tỳ kheo hiện thần thông bí quá, thì như vậy dân chúng ở trong thành Nalanda này sẽ quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn người bảo rằng là Ngài không có dạy cho các tỳ kheo làm như vậy, bởi vì nếu mà hiện thần thông mà đi qua đi lại đó, đi ngang qua bức tường, qua núi, hoặc là bay trên hư không hay thăng thiên động thổ, thì cái người có niềm tin đó, sẵn có niềm tin trong Phật pháp đó, thì họ nghĩ rằng sa môn này có đại quay đức, vì chính tôi đã thấy tỳ kheo thực hiện các thần thông. Nhưng mà cái người không có lòng tính thành đó thì họ sẽ mỉa mai, họ nói rằng cái đó đâu có lạ lùng gì, bởi vì vị tỳ kheo đó có thể sử dụng một cái chú thuật gọi là Gandhara mà có thể làm được những chuyện đó. Cho nên cái việc mà dùng thần thông để cảm hóa, để thu phục người khác thì Đức Phật không cho phép làm, chê, bởi vì người ta không có hiểu được do công phu thiền định, mà người ta chỉ nghĩ rằng dùng chú thuật thôi. Cũng như cái chuyện mà tiên tri với tâm mình biết tâm của người khác mà có thể đoán được tâm của người khác, nói lên tâm ý của người khác, thì người có lòng tin đó, thì họ cho rằng, họ nói rằng cái vị hôm này có đại thần lực, quay được đức. Nhưng mà đối với người không có tính thành thì họ nói có lạ lùng gì, vị tỳ kheo này có thể dùng một loại chú thuật tên gọi là Manika, và nhờ chú thuật đó mà sau khi đọc cái chú thuật đó thì họ có cái nhạy cảm mà họ ngồi đó họ nhìn người khác, họ đọc được cái tư tưởng của người khác, thì như vậy sẽ làm cho người ta hiểu lầm thôi. Cho nên Đức Phật thấy cái sự bất lợi trong cái biến hóa thông và tha thông thần thông này mà Ngài không có cho phép các vị tỳ kheo thực hiện thần thông để mà nhiếp phục người khác.
Ngài chỉ 8 tháng thì cho phép là phải dùng đến cái cách giáo hóa, gọi là giáo hóa thần thông. Cứ gặp người ta thì khuyên chớ có nghĩ như thế này, chớ nghĩ như thế kia, hãy tác ý như thế này, tác ý như thế kia, hãy từ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia. Như vậy gọi là giáo hóa thần thông. Thì khi mà giáo hóa thần thông mà người ta hiểu được đó, thì người ta sẽ có cái lòng kính tin Phật pháp đến suốt đời, mà họ sẽ tạo nhiều cái công đức phước phước, bởi vì sau khi hiểu được lời giáo hóa đó, thấy nhân quả, cho nên họ từ bỏ những điều ác, làm các việc lành. Rồi sau đó đó, Đức Phật đã để lại cho cư sĩ Kiều Bách Thắng nghe về cái câu chuyện của một vị tỳ kheo trong chúng tỳ kheo. Có một vị tỳ kheo đó khởi lên cái sự nghi vấn là bốn đại chúng đất nước lửa gió này đi đâu sau khi biết biến diệt rồi. Vì tỳ kheo ấy có thần thông, nhập thiền có thần thông, vị nhập định và hiện ra cái con đường đưa đến thiên giới, có đường lên cõi trời. Rồi vị tỳ kheo đi đến cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đau lợi, cõi trời đâu xuất, quá là thiên tháo quá tự tại. Khi mà hỏi Đức Trời Đế Thích thì Đức Trời Đế Thích cũng không có biết ý nghĩa này để trả lời. Đến hỏi chư thiên dạ ma, chư thiên cõi trời dạ ma cũng không biết, mà hỏi chư thiên ở đâu xuất vị nó cũng không biết, mà hỏi đến chư thiên cõi tha hóa tự tại Nimarati cũng không biết, Nimarati cũng không biết, mà hỏi chư thiên quá là thiên cũng không biết. Thế rồi các vị chư thiên mới chỉ lên hỏi vị đại phạm thiên của phạm thiên, đại phạm thiên sơ thiền. Thì cái vị đại phạm thiên đó cũng không hiểu, nhưng mà vị đối tượng sợ mất mặt với các vị phạm thiên hội chúng, cho nên bỏ đi, đi ra nói chuyện qua cái vấn đề khác. Cứ là hễ mà bị tùy khưu đó hỏi thì đại phạm thiên mới nói ta là phạm thiên, đại phạm thiên đấng thuận năng tối thắng, biến mãn, biến nhãn, thượng tôn thiện đế vân vân, sáng tạo chủ, quá sanh chủ. Cứ nói như vậy. Hỏi lần thứ ba đó thì lúc bây giờ cái vị đại phê thiên mới kéo tay vị tỳ kheo này đi ra ngoài và nói rằng tôi không có biết được, ta không có biết được bốn đại chủng ấy sau khi biến diệt sẽ đi về đâu. Tại sao mà ngươi lại bỏ qua Đức Thế Tôn mà hướng tới người khác, mong rằng người khác sẽ trả lời câu hỏi này, hãy về trở về và hỏi Đức Thế Tôn hỏi. Đức Thế Tôn thọ trì. Thì khi mà khi mà vị tỳ kheo này
được nghe vị Phạm Thiên đó, vậy thì biến mất cõi Phạm Thiên và xuống đảnh lễ Đức Phật, trở về đảnh lễ Đức Phật. Và hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, bốn đại chúng đất nước lửa gió sau khi biết gì hoàn toàn nó sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng là này tỳ kheo, ngươi giống như là một con chim mà người ta đem theo trên chiếc thuyền vượt biển. Khi mà thuyền đi quá xa không thấy, trông thấy bờ, thì các người thương buôn, các thủy thủ mới thả con chim đó để nó có thể thấy bờ, và con chim bay về đông tây nam bắc, bay lên lên trên hay bạc các hướng. Nếu con chim mới thấy bờ thì con chim liền bay đến bãi, thì tàu sẽ đi theo hướng đó. Còn nếu con chim không thấy bờ xung quanh thì nó sẽ bay trở về thuyền cũng vậy. Ngươi đã tìm cho đến phạm thế giới mà không gặp được câu trả lời cho cái câu hỏi ấy, nên nay chỉ trở về với ta. Đức Phật lại cho cái thí dụ này: nhưng mà ngày rồi rồi ngày mới chỉnh lại này thì kheo, câu hỏi này ngươi không nên hỏi rằng bốn đại chúng đất nước lửa gió sau khi biến diệt sẽ đi về đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn sẽ đi về đâu, mà cái câu hỏi đó phải hỏi như sau: chỗ nào mà địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, dài ngắn, tế thô, tịnh bất tịnh, không có chân đứng, và chỗ nào sanh danh sắc, tiêu diệt hoàn toàn? Thì Đức Phật nói thức. Đức Phật trả lời câu hỏi này: thức là không thể thấy, nó vô biên biến thông này ở xứ, có thể xứ ở đây, địa đại, thủy đại, phong đại, không có chân đứng. Ở đây danh sắc tiêu diệt hoàn toàn, khi thức diệt thì mọi thức đều diệt tận. Đó là cái câu chuyện mà chúng tôi tóm lược ở trong trong cái đoạn kinh Kê Quá Thát số 8 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu để làm cái đề tài cho năm câu thảo luận trong ngày hôm nay. Thì bây giờ trước tiên đó, xin hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Tăng, hai vị có mặt ở trước máy không? Hai vị có thể trực tiếp, chúng tôi đang nói chuyện thế này, các vị có thể trực tiếp cầm mic, các vị cầm mic thử, không sao cả. Đó, Thượng Tọa Tuệ Quyền cầm mic rồi đó. Rồi bây giờ Thượng Tọa Pháp Tăng có mặt trước máy, xin cầm mic luôn để chúng ta hỏi từng vị. Thì tốt quá rồi. Bây giờ xin các vị nha, khi hai vị như Thượng Tọa giữ mic đó cho đến khi nào mà được nghe hỏi thì Thượng Tọa đúng là các vị trả lời trực tiếp. Cái server của bên Hóc mới này thì chỉ xài được bao nhiêu thôi thưa quý vị, chỉ xài được bao nhiêu chúng ta kết luận lại, thì ít ra chúng ta điều định với họ mình trả nửa giá tiền thôi, chúng có trả hết.
Hồi nãy đến giờ thì chúng tôi đã nói nội dung của bài kinh Kêu Bát Thát rồi, chắc hai vị thượng tọa có nghe. Thì bây giờ trong câu thảo luận số 1 thì xin hỏi gọi tự nguyện trả lời dùm cho câu này. Thức ở trong Phật ngôn trên có phải là thức tái sanh không? Đức Phật nói khi thức diệt thì mọi thứ đều diệt tận đó, thì như thức này có phải là thức tái sanh không? Xin thỉnh thượng tọa trả lời dùm cho câu này. Thượng tọa nói đi. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, dạ Nam Mô Tam Bảo, dạ Nam Mô Sanh Thầy, dạ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ Mô Phật. Cầu kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Tân, thượng tọa Minh Hạnh, đến tự tri đến tự đức sư Minh Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thì nếu mà theo cái bài kinh thì trong bài kinh này thì ở đây tức là nói cách chung luôn, chỉ có cách ví dụ như thức diệt. Còn chúng ta nói theo một quy trình chẳng hạn như là liên quan tương sinh đó, thì thức diệt thì thức duyên danh sắc, tức là thức duyên danh sắc duyên thức duyên cho danh sắc đó là thức tái tục một cách rõ ràng. Ở đây nói đến tất cả nói chung, nhưng có thể nói rằng là khi chúng ta nói đến cái thức diệt thì toàn bộ tức là thức tái sanh diệt thì toàn bộ tất cả các cái khẩu quẩn nó diệt. Bởi vì ở đây nói đến một cái liên quan, tức là nói đến tứ đại, nói đến bốn đại mà. Thì nói đến bốn đại thì và chúng ta có thể nói một cái kiểu, tức là nói về cái yếu tố danh và sắc, nói chung luôn danh và sắc. Cho nên vì vậy nếu nói đứng trên một cái bài kinh đó, thì con trên đó, thì chúng ta nói thức một cách chung. Bởi vì thí dụ như thức tái sanh thì chỉ có là 32 quả thức để đi tái sanh ở về cõi dục cõi sắc. Về 32 quả thức thì tái tục về cái cõi ngũ quẩn, cõi nhất quẩn, cõi tứ danh quẩn. Thì như thế tức là nói đến cái thức quả tái tục một cách rõ ràng ở trong thập nhị duyên khởi. Thì có nhận thức duyên danh mà không duyên sắc, có nhận thức duyên vừa duyên danh sắc, vừa duyên danh mà vừa duyên sắc, có nhận thức duyên danh mà không duyên sắc, và nhận thức duyên sắc mà không duyên danh. Có nói vậy chắc sư phụ có lẽ sẽ rất là vừa ấy nhá. Thì đó là một, còn ở đây nói một cách tức là chúng ta nói đến là bốn đại này, nói đến bốn đại tức là đất nước lửa gió và xuyên qua cả thức luôn. Nói thì gì thì ở đây chúng ta nói cái thức, tức là nó một cách chung, như là chẳng hạn như là ở tức là Nam Á, đây trên Nam Á nó tâm thức Rupa, đây tức là ở đây nói tới một cái tương quan giữa danh và sắc một cách tổng hợp, nó không chỉ liên hệ đến một cách sắc không, như điều mình đó đó. Thì chính vì cái như là chính bạch sư phụ, nếu nói trên một cái Phật ngôn đó thì chứ không hẳn là riêng đó về cái thức tái sanh, mà nói một cách chung hết tất cả, thì cũng như là nói về cái vật chất và tinh thần, thì yếu tố của vật chất tức là yếu tố của sắc quẩn, yếu tố của tứ danh quẩn, của thọ, của tưởng, của hành, của thọ quẩn, tưởng quẩn và của hành quẩn, thức quẩn. Thì nói một cách vậy thì chúng ta đã bao hàm chung rồi, bao hàm chung. Còn nói như bên cái mà lý duyên khởi ấy, thì nói trên quy trình của tái sanh vào các cõi đó, mà những cái nguyên nhân này dẫn đến cái tái sanh. Và khi chẳng hạn như thức thức tái sanh này nó khởi sanh lên thì các thức kia mới có mặt về và đồng coi như tiếp diễn. Thì ở đây nếu chúng ta nói trên cái tinh thần chung là nói theo bài kinh này, chứ không hẳn nói về cái bài kinh thập nhị duyên khởi, thì dĩ nhiên thí dụ như thức diệt thì toàn bộ tất cả mọi điều phải diệt thôi, ấy không có hành, không có phúc phúc phi phúc hành phi phúc hành bất đồng hành, thì tất cả mọi đâu có cái thức sanh nó để diệt. Hay là chúng ta thấy thọ diệt thì cái gì, thọ diệt thì thủ diệt ái diệt,
thọ duyên cho ái thì phải có thọ diệt, thì ái diệt hay là ái diệt thì thời sẽ không còn đau khổ sinh tử, bởi vì không còn cái làm nhân làm duyên tái sinh. Thì chúng ta nói trên một quy trình nhân quả như thế, nhưng ở đây một cách khẳng định thì nói một cách chung của tất cả các sức các thức, nói về cái chữ nam mát là danh đây, tức nói một cách chung hết của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức, của thì không hiểu con nói như vậy. Nếu mà sư phụ thấy cảm thấy có một cái cần thiết phải có một cái bổ túc thêm cho cái câu hỏi này nó được ổn định, thì chính sư phụ xác định để cũng chính con và xác lập lại cái ý kiến của mình, và cũng như cho toàn thể đại chúng được hiểu được những và kính công thỉnh sư phụ tiếp tục. Kính thưa quý vị, qua cái câu trả lời của Thượng Tọa Tuệ Quyền thì chúng tôi cũng xin có một ý niệm chút là ở đây trong bài kinh trong Phật ngôn trên khi nói đến thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận. Thì thức là chưa hẳn là thức cái sanh, là chỉ chung cho tất cả thức quẩn. Bởi vì Manopangamathama, cái thức quẩn đó là ý dẫn đầu các pháp, tức là nó dẫn đầu Manopangama cho tâm sở, là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thì ở đây thưa quý vị, bởi tại sao chúng tôi dám nói điều đó, là bởi vì như chúng ta thấy rằng là đối với một cái vị, một chúng sanh khi mà họ mệnh chung với ngũ thiền và họ phát nguyện sanh cõi vô tưởng thì thức tái sanh họ không có. Thức tái sanh không có. Bây giờ trên cõi vô tưởng chỉ có sắc thôi, họ tục sinh bằng cái sắc nghiệp mạn quyền, sắc nghiệp mạn quyền chứ không có bằng cái thức tái sanh. Nhưng mà đối với vị phẩm thiên vô tưởng, cho dù thức tái sanh có trong cái kiếp đó thì chúng ta cũng không nói rằng là mọi thứ đều vượt tận được. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà danh quẩn, thức ở đây tức là chỉ cho danh quẩn, khi danh quẩn được đoạn diệt thì lúc đó là danh sắc được đoạn diệt, thức quẩn được đoạn diệt, danh sắc được đoạn diệt. Nghĩa thứ nhất, bởi vì Vinya Napat Chaya Namarupang, thức thiển duyên cho danh sắc, như Thượng Tọa Tuệ Quyền mà nói khi nãy. Và nếu mà Nam Mát Niro Tha Vinya Nanirotha Namarupanirotho, khi mà thức diệt thì danh sắc diệt. Đó là cho nói theo một cách. Còn ở đây chúng ta lấy trong hiện tại thì dầu cho danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, một cái đó
nó chấm dứt hoàn toàn đó, thì lúc bây giờ mới không có cái sự tái sanh, cái đó mới gọi là chấm dứt nghiệp. Thì như vậy không chở lấy thức ở lúc tái sanh, mà lấy thức ở trong cái giai đoạn mà gọi là trong giai đoạn là nghiệp hữu, thức ở trong cái giai đoạn nghiệp hữu, thức đó mà kết thúc rồi đó, chấm dứt rồi đó, thì thức đó mà diệt rồi đó, thì ở đây mọi thứ mới đi dự tận. Bởi cái chuyện ở quá khứ vô minh hành là chúng ta không thể kiểm soát được, chúng ta không có làm được. Nhưng mà đối với ái thủ hữu thì ái thủ là nó tương ứng với tâm, với tâm tham, đó là thức, thức tham. Và cái nghiệp hữu ở đây đó tức là sở hữu tư, nó tương ứng với tâm thiện, tâm bất thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thức thiện, thức bất thiện. Thức bất thiện, thức thiện hiện thế, nó trở thành nghiệp hữu, tâm nó phá quá. Thì cái nghiệp hữu mà kết thúc rồi đó, thì lúc bây giờ mới chấm dứt mọi thứ đều diệt tận. Thì ở đây đó, Thượng tọa tự viên nói thì cũng đúng, mà nó ở chỗ cái thức tái sanh. Thì đương nhiên thức tái sanh không còn nữa thì mọi thứ đều diệt tận, cái đó cũng có một phần. Nhưng mà vì đối với vị trời vô tưởng thức tái sanh không có, nhưng mà vị đó cũng sẽ phải sanh tử luân hồi tiếp tục chứ không thể hết được. Nhưng mà ở đây tôi nói, nếu mà thức mà thuộc về nghiệp hữu, thức đó mình diệt rồi đó, đoạn diệt rồi đó, thì pháp quát nirotha cha tí nirotho, thì hệ thức nó diệt rồi thì mới không có sự tái sanh. Thì đây là chúng tôi thêm một ý nữa. Bây giờ trong cái câu thảo luận số 2, câu thảo luận này xin được hỏi Thượng tọa Pháp Tân. Không biết Thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trước máy và có cầm mic được không? Thượng đưa tay lên cầm mic liền, cầm mic liền. Thượng tọa Pháp Tân có nghe được chúng tôi nói không ạ? Xin hỏi Thượng tọa Pháp Tân một câu là ở trong ngữ cảnh của Phật ngôn trên đó, thì thức liên hệ tới danh sắc như thế nào? Hay chúng xin hỏi Thượng tọa trả lời. Dạ, chưa, nếu mà Thượng tọa Pháp Tân không vào kịp thì con sẽ, sư phụ con sẽ trả lời trước cái câu hỏi này. Dạ, sư phụ có nghe con. Nếu mà nếu để đưa Thượng tọa Pháp Tân chưa vào, không phải đang trục trặc thì con sẽ trả lời luôn câu hỏi này. Thượng tọa Pháp Tân đã vào chưa? Nếu Thượng tọa Pháp Tân vào thì thấy Thượng tọa Pháp Tân thì Thượng tọa Pháp Tân. Dạ, bởi vì cái mic này cầm được 2-3 mic để chúng ta khỏi phải chờ. Nếu Thượng tọa vào được rồi thì chính cũng thỉnh Thượng tọa. Và thấy Thượng tọa Tân đã có mặt ở trong room rồi. Quý vị có nghe rõ không ạ? Lúc mà Thượng tọa Tề Siêu hỏi cái câu hỏi, chúng tôi không có nghe được cái câu hỏi.
Cho nên là nếu quý vị nghe được cái câu hỏi thì quý vị post cái câu hỏi lên đi. Dạ. Thượng tọa Pháp Tân cứ trả lời cái câu thảo luận hai đó. Dạ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, Nam mô Bụt-tha-giá, Nam mô Tham-ma-giá, Nam mô Sang-kha-giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Thích Ca Minh, Đức Tự Tri, Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân quý thiện nam tín nữ. Câu hỏi ở đây đó là gọi là trong ngữ cảnh của Phật ngôn trên, thức liên hệ với danh sách như thế nào? Thì ở đây đó thì theo con hiểu đó là cái thức ở đây là có thể nói rằng là một trong những cái thức tái sinh. Thì khi mà nó liên hệ với lại, khi nói đến thức á, thì ở nó có thể là thức trong cái việc tái sanh, là việc tục sinh của một chúng sinh. Thì nó thức ở đây là cho các cái sự hoạt động của tâm hành. Chúng ta thấy rằng nếu mà nói rằng nó liên hệ với danh sắc á, thì theo con nghĩ rằng một cái sự tục sinh của một chúng sanh, nếu chúng sanh ở cõi ngũ á, thì ngay từ lúc đầu thức tái sinh, tức là chỉ cho cái phần danh sắc, cái phần danh tức là tâm của mỗi chúng sinh để tục sinh. Rồi nếu mà nói liên hệ đến danh sắc, liên hệ đến danh sắc, tức là ở đây đó là những cái sắc nghiệp của chúng sinh để tái sinh. Thì nếu nói ở trong cái cõi vô quận, ngũ quận á, thì hoàn toàn có những cái điều đó. Tức là có cái sự hiện khởi của những chúng sanh có danh sắc. Thì nếu mà trong đời sống bình hàng ngày của mỗi người đó, thì cái gì nó về tâm chúng ta, bốn cái thành phần danh quẩn, bốn cái thành phần danh quẩn là thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái phần đó thuộc về danh, nhưng mà cái gì nó thuộc về cái sắc thân của chúng ta, mọi cái hoạt động được cái sự điều khiển bởi cái phần danh, tức là phần tâm. Bởi vì tâm có cái sự suy nghĩ, có cái sự tác ý, thì cái thân này chúng ta, tức là sắc này chúng ta mới có thể thực hiện được. Thì ở đây con nghĩ rằng trong cái giai đoạn mà mỗi chúng sinh tục sinh, đặc biệt là khi nói đến chúng sinh ở cõi mà gọi là ngũ quẩn, thì lúc mà thức tái sinh, thì cái đó là phần danh. Phần danh. Và khi mà sát nghiệp nó có cái sự hiện khởi ở trong một cái, như là ở cõi nhân loại, có mặt ở trong cái bào thai của một sinh loài, thì ở đây đó có thể nói rằng đó là phần sắc. Cho nên là danh và sắc, theo con nghĩ rằng nó là phần liên kết với nhau của chúng sanh ở trong cái cõi ngũ quẩn. Và cái đó nó tạo nên cái sự hình thành của mỗi chúng sanh. Tuy vậy thì có những cái cõi, thì như Thượng tọa Tệ Siêu đã nói kia nãy, thì có những cõi thì nó không có sắc, như là, hay hoặc là có những cõi không có tâm, như là cõi vô tưởng. Rồi hoặc là có những cõi không có sắc, là cõi bốn cõi vô sắc. Thì ở đó có phần danh quẩn. Thì theo con nghĩ rằng nói ở trong cái giáo lý duyên khởi là nói trong thức duyên liên hệ đến danh sắc.
thì danh sắc làm những cái gì đó gọi là sự hoạt động của mỗi chúng sanh ở trong cõi ngũ quẩn. Thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu mà có điều chi chưa đủ, chưa đúng thì con thỉnh Thượng Tọa bổ túc thêm. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Xin cảm ơn Thượng Tọa Hồng Tân. Đã tóm lại thưa quý vị, khi nói đến thức liên hệ tới danh sắc á, thì chúng ta hiểu như thế này. Theo duyên sinh á, thì vào cái tâm Patisati Vijñānaṃ là thức tái tục á, là danh quẩn quả. Thì ở đây thức quẩn quả nó trợ cho thọ quẩn quả, tưởng quẩn quả, hành quẩn quả, như vậy gọi là thức trợ danh. Và thức quẩn quả tái tục thì nó lại trợ cho cái sắc nghiệp tục sinh, trong đó chủ yếu là sắc y vật tái tục. Thì như vậy cái sự hữu tương duyên, câu sanh hữu tương duyên giữa cái thức quẩn quả tái tục với ba danh quẩn quả tái tục kia và sắc nghiệp hay là sắc y vật tái tục thì nó rất là chặt chẽ, rất là chặt chẽ. Đó là chúng ta nói theo duyên, nói theo duyên hệ đó, ở nói theo duyên sinh. Còn trong đời sống bình nhật của chúng ta đó, thì thức là cái sắc na tâm trước, nó trợ cho cái sắc năng tâm sinh sau bằng cách gọi là vô gián duyên Anantarapachaya hay là liên tiếp duyên Samanantarapachaya. Thì trong trường hợp này gọi là thức duyên cho, duyên cho danh. Và đồng thời thức ở trong đời sống bình nhật nó có liên hệ đến sắc, bởi vì cái sắc thân này nó được duy trì trong suốt cái thời gian, thí dụ như nó sắc cái bụng, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, nó vừa khởi sanh lên đồng sanh với tâm nào đó, thì sau đó cái tâm đó diệt 17 lần, nhưng mà cái sắc pháp nó vẫn tồn tại qua 17 lần. Thì trong khoảng thời gian mà tồn tại 17 lần đó, thì những ý thức nào mà sẽ sanh sau đó, nó trợ duyên cho bốn loại sắc được tồn tại theo cái tuổi thọ của nó, của chúng. Thì như vậy trường hợp này chúng ta gọi là thức duyên cho sắc bằng bằng cái hậu sinh duyên. Cái này chắc là thôi, chúng tôi nói tới đây thôi, nói nhiều quá quý vị Phật tử không hiểu hết trơn, quý vị không có mường tượng được ra nữa. Thì đó là cái cách mà cái ý nghĩa mà gọi là thức liên hệ tới danh sắc trong thời tái tục và trong thời bình nhật. Chúng ta nói hai điểm: thức liên hệ tới định sắc trong thời tái tục bằng cách là câu sinh duyên, hữu tương duyên, và thức liên hệ, thức trợ cho danh sắc trong thời bình nhật đó, thì nó là vô gián duyên, liên tiếp duyên, rồi hậu sinh duyên. Bây giờ thì đến cái câu thảo luận số 3. Câu thảo luận số 3 này thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền Quan Hỷ giảng cho, là
Trong bài kinh Đức Phật Ngài có đề cập đến bốn đại là đất nước cửa gió. Thì bây giờ mình hỏi là hồi nãy thì thức liên hệ tới danh sắc như thế nào? Bây giờ trong câu 3 tức là bốn đại trong bài kinh đó có liên hệ gì tới thức? Xin thỉnh Thượng Tọa Từ Quyền nghe được không? Thượng Tọa trả lời trực tiếp đi. Dạ. Cô nghe rõ, giờ cô nghe rõ. Dạ một phần. Rồi. Dạ. Dạ tôi nói đi. Dạ. Dạ tôi kính lễ đấy. Chào đến Thượng Thánh Phật. À, nếu như nói về như chúng ta biết, nếu như nói trên cái tức là ở trong cái câu 3 này á, người có trên câu 3 không? Dạ. Câu 3 là bốn đại trong bài kinh có liên hệ gì với thức? Thì nếu như nói theo quy trình của duyên hệ đó, thì chúng ta thấy thức duyên cho danh sắc, rồi danh sắc này nó mới duyên cho cái lục nhập. Danh sắc duyên lục nhập duyên cho lục xúc, tức là phải có sáu căn này phải có mặt, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý căn, nó phải có mặt. Nếu như có con mắt, có cảnh sắc, và lúc đó sẽ có nhãn thức, và khi nhãn thức có mặt thì lúc đó mới có nhập, tức là xúc ở đây, tức là sự giao thoa giữa căn cảnh và thức. Vì vậy cho nên nó có một sự liên hệ mật thiết. Bây giờ mắt chúng ta nhìn một cái màu, thí dụ bây giờ chúng ta nhìn vào màn hình, nó có màu trắng, màu đen. Thì tại sao có màu trắng, màu đen? Bởi vì trước nhất phải có con mắt, và thứ hai nó phải có sắc cảnh sắc màu trắng, màu đen, và thứ ba nó phải có nhãn thức, thì đó chúng ta mới thấy được và phân biệt được màu trắng đó. Nó phải có xúc. Xúc đó chính là khi nó thức khởi, nó sanh lên thì có xúc. Hay chúng ta xúc đó có nghĩa là thức sanh luôn. Cho nên nó phải có căn cảnh và thức thì xúc sanh, hay là căn cảnh và thức thì đó chính là tâm, nó phối hợp được để nương nhờ nơi bốn đại đó mà thức khởi sanh lên. Nhĩ cũng vậy, tỷ cũng vậy, thiệt cũng vậy, thân cũng vậy. Và ví dụ như là ý nương nơi cảnh chính là cảnh pháp. Và thì cho nên vì vậy tức là bốn đại này, đây là một cái quy trình mà nó liên hệ đến bốn đại chủng rất là lớn. Quả thật thì như nãy như lời sư phụ nói vậy đó, nó sự hỗ tương, nó có sự tương ưng và hỗ tương với nhau. Cũng như bây giờ cái sắc thân này, chúng ta nếu mà không có cái sắc thân nương nhờ nơi hai cái giác quan thú, tức là sắc khí vật, phải có sắc khí vật khởi sanh lên, nó nâng đỡ cái trái tim thì thức nó khởi sanh. Mà khi thức khởi sanh đó, nếu bây giờ thức diệt thì chúng ta biết là thức diệt thì toàn bộ khổ quẩn nó được chấm dứt. Bởi vì nếu như chúng ta thấy hồn lìa khỏi xác thì tự nhiên tứ đại này nó sẽ không còn ổn định được nữa. Thì lúc đó chúng ta thấy thân xác chúng ta không còn nóng nữa, tức là tứ đại nó bất hòa rồi, nó không có cái chỗ, thì lúc đó thân xác chúng ta nó lạnh. Mà chúng ta nhớ là người gần chết đó, thì ví dụ như là người ta cũng như còn cái điện tâm đồ chút xíu thì chúng ta thấy bắt đầu lạnh từ chân lên, thì lúc đó là các cái chẳng hạn như là cái quả đại, tức là cái phong đại, cái quả đại, hay là cái sức nóng đó nó rời, nó mất không còn nữa, và hay là nó mất từng phần, nó chuyển từng phần, hay nó nhiều khi chết thì nó mất cùng lúc, vân vân. Thì tùy theo cái nghiệp của nghiệp duyên mà nó bắt cái sanh thí, tức là thức nghiệp mà tái tục, hay là nghiệp cần tử, và nó hiện khởi đến. Vì vậy cho nên phải nói rằng cái sự liên hệ giữa bốn đại, tức là hay chúng ta nói là đất nước lửa gió đó, nó rất là quan hệ mật thiết với chúng ta. Ngay cả luôn chúng ta thấy cái thân xác của chúng ta, tâm của chúng ta không khỏe là nó không được khỏe. Thân này không được tốt thì tất cả mọi thứ đó chúng ta lại không có thể nào mà khỏe mạnh được, thì đây chính là tứ đại nó bất hòa. Thì lúc đó cái tâm của mình nó không có yên vui được, nó nóng nảy và nó bồn chồn, nó khó chịu, làm cho tứ đại nó bất hòa đó. Nó còn ở đây thì chúng ta nhớ là nó có sự giao thoa, nó có sự liên hệ rất hết sức là lớn. Mà trong bốn đại trong bài kinh này nói trong cách rõ ràng, đó chính là xác định rõ yếu tố của vật chất, yếu tố của bốn đại. Khi mà ở đây chúng ta nhớ là thí dụ như ở đây là
chỗ ấy nước xây dựng, chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt không dư, thì khi đó là sẽ kết thúc nha. Ở đây danh và sắc tịch diệt thì không mãi mãi, và cũng nói lên một quy trình, tức là cái sự chấm dứt của thức thì chúng ta biết là thức không không còn có mặt nữa, thì thế là không sẽ không còn có cái gì, không còn có lục lục căn, không còn có lục xúc, nó sẽ xuất hiện. Và không có lục xúc không có mặt thì không có lục thọ không có mặt thì chắc chắn rằng lục ái cũng không có mặt. Dạ, thì nó chấm dứt ở nơi đó. Đối với cái vị mà đoạn diệt thức chấm dứt cái đoạn, hoặc là ở đây chúng ta nói đoạn trừ sanh hữu luôn, tức lục lục ái không có mặt thì cắt đứt hay là sanh hữu không có mặt thì thời toàn bộ khổ quẩn, tức là sanh hữu nghiệp hữu này sẽ không có có tiếp diễn cái đời sống sau nữa, toàn bộ tất cả sẽ chấm dứt. Dạ mô Phật, dạ dạ dạ, đây là tỉnh sư phụ ra ngoài. Cho nên ở đây thì rất là quan trọng ở trong một quy trình của danh pháp, xin lỗi, của danh pháp và của sắc pháp, nó phải có một sự giao thoa, một sự tương hợp rất là lớn. Nhiều khi đó chúng ta chỉ nhìn, bây giờ kính thưa quý vị, chúng ta ngồi là chúng ta thành tâm nghe pháp, chúng ta ngồi chúng ta chiêm ngưỡng một cái tôn tượng Phật, hay là một cái ánh Phật, hay là một cái cảnh nào đó mà nó yên tĩnh, nó trầm mặc một chút xíu, hay một mà nó thiên vị đó, mà quý vị đó đó chứ ở đó chẳng nó có nhiều cái quy trình phối hợp của cái gì, của danh và sắc. Cho nên vì vậy nếu chúng ta có một cái sự tu tập đó, thì chúng ta mới thấy được cái điều đó, nó rất là hay. Thí dụ giờ ở một cái không gian tĩnh mặc thì chúng ta thấy tự động làm cho tâm chúng ta nó trùng xuống, tâm chúng ta trùng xuống. Nếu chúng ta nhìn ở cái nhãn nhĩ tiền thân này, xung quanh ta thấy nghe này, ngửi này, dĩ nhiên nếm nó không có nếm, nhưng thấy nghe này nó cảm thấy nó trầm mặc, mọi không gian nó tĩnh mặc yên lặng, một cái quang cảnh nó bình lặng vô cùng, mà tâm của chúng ta đó chính là tự nhiên cái cảnh bên ngoài nó yên, tâm chúng ta đang yên nữa, thì cái sự tu tập chúng ta nó càng lớn. Hay ở một mặt khác nữa, khi chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó chính là cái gì, một cái khu rừng, hay chúng ta chỉ nghe những cái tiếng chim kêu, những cái chúng sinh côn trùng nó im ả, nó cứ hoạt động đều như thế, như là màn đêm vậy, nó có những tiếng của côn trùng ếch ấy nó kêu, thì tâm của chúng ta đó, nó kính thưa quý vị, lúc đó mà chúng ta cảm thụ được đó, thì nó cũng phải phối hợp giữa danh và sắc, chứ không phải chỉ thấy không, nghe cũng như thế, rồi tâm của chúng ta cũng vậy. Bây giờ tâm của chúng ta bình lặng, ở trong đó nó cũng có phối hợp giữa danh và sắc, cảnh nó cảnh pháp, nó phải nương nhờ nơi hai tay dấu thú, tức là sắc ý vật, sắc trái tim cũng có, chứ không phải là nhìn thấy bằng cái sự ở bên mắt tai mũi, tức là bằng một cái hình ảnh thực tế, nhưng ở đây chúng ta tạm gọi tức là cái trừu tượng á, ở trong tâm hồn chúng ta nhớ về một chuyện quá khứ, chúng ta nhớ ước vọng về một chuyện tương lai, nghe cái đó cũng khi tâm đó nó khởi lên thì cũng có sự hỗ trợ của thức này. Mà khi mà bốn đại trong thân thể chúng ta thì nó phải giao thoa, nó phải có một sự phối hợp đều. Bây giờ nếu như chúng ta bệnh hoạn, ví dụ như là chúng ta bị bệnh ung thư đó, thì cái sắc chỗ đó đó thì cái sắc chỗ đó, đó nó không còn cái sự phối hợp đầy đủ, tức là thức nó không còn chỗ đó, mà cũng như là sắc tứ đại nó không còn chỗ đó, cho nên nó bị thối. Chúng ta nhớ như vậy nha, thí dụ bây giờ đó, thí dụ những người bị tiểu đường nặng á, khi người ta bị một vết thương nó không lành và nó không lành là đối với gì, chúng ta nói tế bào này nọ, như điều sự thật ra chính là cái gì, tế bào đó nó không sinh nữa, tức ở đó tứ đại này nó không có ổn định, nó không có điều hòa ngay chỗ đó, và tứ đại không điều hòa chỗ đó, cho nên ở chỗ đó nó không còn một cái xúc nữa,
tức là cái thân xúc này, cái thân xúc nó không còn chỗ đó nghe không bị. Khi ngón tay chúng ta, khi ngón tay của chúng ta nó bị hư, nhưng ngón tay chúng ta chặt nối lại, các yếu tố nó vẫn còn. Là sao? Bởi vì cái sắc, cái sắc mà yếu tố của sắc pháp đó nó vẫn còn hiện hữu, thì có thể nối lại được. Chứ nếu như trong thời gian mà cái thịt đó nó hư, cái xương, cái máu đó nó không còn còn được, hoặc nó bị nhiễm trùng, thì không thể nối lại được. Thì cũng như thế, một cái tay, cái chân, cái mũi, cái mắt gì cũng vậy. Mà nếu chúng ta muốn thay thì yếu tố, nó phải yếu tố của bốn đại này nó vững chắc. Và yếu tố bốn đại này vững chắc, cho nên nếu như thay con mắt thì phải có gì, phải có nhận thức. Lúc đó nó ổn định thì nhận thức nó phối hợp. Cũng như là người ta thay tim được, chỉ tim, tim nó là tâm, có phải không? Chưa chắc, nó phải phối hợp đủ cho nó tâm hiện khởi. Còn trái tim này nó chỉ là một yếu tố để thức dựa lên đó. Bây giờ trái tim người ta đẩu tim được, thì trong thời gian đó nếu như yếu tố của tứ đại mở trái tim đó nó hoạt động đúng, nó hoạt động đúng, tức là nó máu nó chảy về tim được đó. Tức là máu chảy về tim đó, chúng ta tạm gọi máu từ chối nó không về tim nữa, thì xin người tha thứ lỗi lầm nhau, cái lúc đó chết rồi đó. Mà máu còn chảy về tim mà, thì chúng ta không nỡ lòng nào, coi như là có thể là chúng ta có nghĩa là không thương xót nhau, mà đến coi như hạ đau mà không lưu tình thế. Máu còn chảy về tim mà. Ở đây nói đến cái tấm lòng, nói đến cái tinh thần của con người. Thì ở đây phải nói xác định rõ rằng, tức là bốn đại nó có một liên hệ hết sức là quan hệ với tức là bốn đại trong kinh này cũng đã nói như thế, và chúng tôi đã vừa trình bày buổi đầu. Và tiếp theo kính thỉnh, cũng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Quan Nghị trả lời cho câu hỏi thứ tư. Và bởi vì sư phụ đã có việc ngôn bên ngoài chút xíu, và thỉnh cũng thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Thượng Tọa Tân trả lời quý vị bót cho câu hỏi số 4 giùm. Nam mô Bổn Thầy. Quý vị nghe. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Câu hỏi đây đó là, ở đây địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại không có chân đứng. Không có chân đứng có nghĩa là gì? Thì nếu nói đến sắc tứ đại ở trong thân của chúng ta, thì là hơi ấm ở trong cơ thể chúng ta là lửa, quả đại. Cái gì nóng mà theo vi diệu pháp thì lạnh cũng đều là lửa. Quý vị thấy rằng nhiều khi ở trong cái tủ lạnh của mình nó lạnh thì nó cũng là lửa. Nó lâu ngày nó cũng bỏ cái thời gian dài ở trong tủ lạnh nó cũng heo. Thì nóng và lạnh nó có tính chất nó là lửa, lửa. Cái gì nó cứng hoặc là mềm ở trong cơ thể của mình, ví dụ như là xương hoặc là da thịt, thì cái đó nó mục ra thì nó sẽ trở thành là đất. Rồi cái gì nó có tính chất căn phòng di chuyển, căn phòng di chuyển. Ví dụ như là thấy rằng hơi thở trong cơ thể chúng ta, hơi ở lên, hơi xuống, tất cả những cái sự di chuyển hoặc là hơi thở vào thì đó là gió. Rồi là nước, là có cái tính chất nó là quấn tụ. Thì bây giờ là nước ở trong cơ thể của mình như là máu, mủ, nước vàng hay là các cái thứ ở trong cơ thể của mình được gọi là nước, đất, nước, lửa, gió, bốn thứ. Thì bây giờ nè, nói là thân tứ đại là bốn cái thành phần nó hợp lại gọi là sắc tứ đại. Nhưng mà trong thân của mình nó không những nó chỉ có bốn sắc đó đâu, mà nó còn có nhiều sắc phụ thuộc khác. Từ ở cái bốn sắc đại hiển này, hay là bốn gọi là sắc tứ đại này, nó sanh khởi ra, nó tạo nên.
Như vậy thì còn có những cái sắc khác nữa. Thì bây giờ đó chúng ta thấy rằng là nếu gọi là đất nước lửa gió mà nó không có cái chỗ đứng có nghĩa là gì? Thì như chúng ta biết rằng là nó là sự hợp thành, sự hợp thành. Cơ thể của chúng ta đó là sự hợp thành, nó không có cái gì mà nó là nguyên. Chúng ta thường là chấp ở trong cái thân này là tôi, cái cảm thọ này là tôi, là thân này là nóng gió là tôi, chứ không phải là nó là một cái gì đơn thuần bất biến. Nhưng mà sự thật ra là bốn đại này đó là nó một cái sự sinh diệt, sự sinh diệt, nó luôn luôn có cái sự thay đổi, nó có sự thay đổi. Vì khi có cái sự thay đổi đó thì nó, ví dụ như chúng ta thấy là có khi đó là trong tứ đại, thân tứ đại của chúng ta nó cũng bất hòa, chúng ta lạnh, chúng ta nóng, hoặc là chúng ta sốt, hoặc chúng ta rét, thì cái điều đó nó là cũng là tạo nên cái sự bệnh hoạn ở trong cơ thể của mình khi tứ đại bất hòa, tứ đại bất hòa. Thì nếu mà mình nói rằng các cái thành phần nó kết hợp lại, nó kết hợp lại với nhau mới gọi là có cái xác thân này, xác thân này là đất nước lửa gió vậy đó. Nếu chúng ta tách nó ra thì không có cái gì nó gọi là nó vĩnh cửu, hay nó trường tồn, hay là nó bất biến ở trong đó. Cho nên là sự thật ra thì nếu mà trong tứ đại này để hình thành một cái gọi là chúng sanh thì có thành đủ năm quận. Cái tứ đại này nó cũng là một trong cái thành phần sắc quẩn mà thôi. Còn bốn cái thành phần danh quẩn nữa là thọ, tưởng, hành và tức. Cho nên là nếu mà chúng ta bỏ cái tâm thức này ra đó, bỏ cái bốn cái thành phần danh quẩn này ra đó, thì không có cái tôi, cái ta vì ở trong đó, đó. Không có cái tôi, cái ta. Cái mà chúng ta cảm nhận được vui buồn nó là tâm thức. Cái cảm thọ của chúng ta đau đớn hay là thỏa thích gì đó thì là lo do cái sắc thân của chúng ta nó có sự xúc chạm, có sự xúc chạm. Thân chúng ta, tâm chúng ta nhận biết như vậy cho nên là chúng ta có cái sự cảm thọ, có cái sự cảm thọ. Cho nên nếu mà chúng ta tách rời ra của mỗi cái thành phần của trong bốn này đó thì không có cái gì đó là có cái chân đứng ở trong. Không có cái gì là của ta, không có cái gì là tôi ở trong đó. Bởi vì nếu mà xác thân này chúng ta, nếu không có tâm thức thì chúng ta cũng không có biết gì đâu, không có cái cảm thọ đâu, nếu không có tâm thức. Rồi nếu mà có, chúng ta có cái xác thân này mà chúng ta không có tâm thức thì cũng không có cảm thọ. Giống như là một cái xác chết mà thôi. Có một cái xác chết mà thôi. Vì vậy cho nên là nếu mà tìm cái chỗ đứng của nó, tức là chúng ta có một cái gì đó nó vĩnh hằng, nó bền bỉ, nó cốt lõi ở trong đó thì không có, không có. Và ở trong nội, trong cái thành phần sắc quẩn đó, nó cũng có đất bốn thì sắc gọi là sắc tứ đại đó. Còn bên cạnh đó thì nó còn có những sắc phụ thuộc khác để tạo lên, chứ không phải là chỉ có một mình nó, có một mình nó. Cho nên là không có cái chỗ gì gọi là bền bỉ hay là trường hằng bất biến, hay là cái linh hồn gì đó, và cũng không có cái gì là bền hằng. Bởi vì trong sắc tứ đại này nó hòa hợp với nhau thì chúng ta nó đi, giống như là nó thuận hòa với nhau thì chúng ta không có bệnh hoạn. Còn nếu mà như mà nó bất hòa thì chúng ta cũng đã sanh ra cái bệnh hoạn rồi. Và trong mỗi cái sát na đó, mặc dù là sắc pháp đó, mặc dù là sắc pháp đó nó sanh diệt chậm hơn danh pháp tới 17 sát na, nhưng mà nó cũng đang là phần sanh diệt, đang chịu cái sự sanh diệt đó. Sết sanh rồi tới diệt, diệt rồi sanh, rồi nó cứ sanh diệt liên tục như vậy. Bởi vì cho nên là vì vậy cho nên là chúng ta mới có từ một đứa trẻ
cho đến trở thành một cái người thanh niên, rồi từ một cái người thanh niên thì mới trở thành một cái người trung niên, người trung niên xong rồi mới trở thành cái người lão niên. Đó là sự thay đổi sắc pháp, sự thay đổi của sắc pháp, sự sanh diệt của sắc pháp, biến đổi của sắc pháp. Cho nên nói rằng là tứ đại là đất nước lửa gió thì nó cũng là sự hợp thành, và không có một cái chi là cốt lõi đứng vững ở trong đó, không có cái chi là gọi là trường tồn bất biến ở trong đó, mà nó luôn luôn chịu cái sự sanh diệt cả thân và tâm của chúng ta, hay là cả danh và sắc mà có sự thay đổi là như vậy. Thì chúng tôi xin góp ý ở trong cái câu hỏi mà thứ tư ở đây được nêu ra. Còn thời gian còn lại thì thỉnh thượng tọa tự quyền trả lại. Dạ, sa thú lệnh này kính thì ứng nhấn thượng tọa pháp tăng. Bạch sư phụ thì siêu, bạch sư phụ còn, bạch sư phụ nếu sư phụ còn thì tỉnh, sư phụ còn không nữa thì con một là con tỉnh sư phụ đi nghỉ, còn hai nữa là nếu sư phụ còn thì tỉnh sư phụ quan nghĩ sư phụ trả lời câu hỏi thảo luận số 5. Còn cái câu thảo luận sau cùng quý vị bót lên nhập câu số 5. Là một Phật dạy sư phụ thượng tọa cứ xem như là chú là tôi không có mặt ở trước máy, thượng tọa trả lời luôn câu số 5 rồi thượng tọa đúc kết luôn học. Dạ, dạ sa thú, dạ con vâng lời. Thỉnh sư phụ đi nghỉ đi. Dạ, nãy con chắc lên rồi, con thỉnh sư phụ đi nghỉ rồi. Dạ, cái câu hỏi sau cùng tức là hỏi gì chứ, trong kinh ở đây kêu thức diệt thì mọi thứ đều diệt tận, thức ở đây phải chăng còn là thức thức tái sanh? Thì chúng ta thấy nói một cách chung cũng được mà nói một cách riêng cũng được, như hồi nãy sư phụ Từ Siêu đã nói mà câu được trả lời đầu chúng tôi nói, nếu như chúng ta cho, bởi vì câu hỏi này nè hôm nay đó nó không chỉ nói riêng là về cái thức tái sanh, nhưng chúng ta mượn cái thức tái sanh ngay đó để chúng ta nói, bởi vì cái sự phối hợp của ngũ uẩn này trên tứ đại này, hay là nếu như thức diệt thì toàn bộ mọi khổ uẩn diệt. Mà thức diệt ở đây có nghĩa rằng nó đến tức là chúng ta không còn bị cái gì sanh hữu nghiệp hữu có mặt nữa. Thì sanh hữu nghiệp hữu tức là sanh hữu ở đây có nghĩa là chính là thức tế tục. Nghiệp hữu tức là chịu cái quả luân hồi của tất cả chúng ta, cảm thụ được cái giàu sang, cái khỏe mạnh, cái vui, cái buồn gì, thuận duyên hay đâu đâu đó, đó chính là cái nghiệp duyên của chính nó. Nhưng sanh hữu ở đây chính là thức tái sanh để chúng ta sanh ra một kiếp sống mới nữa để thụ hưởng đó. Thì ở đó tức là đối sanh hữu đó có nghĩa là sanh hữu diệt, tức là toàn bộ mọi khổ uẩn nó diệt. Thì đó là chúng ta nói một cách tức là vững chắc dựa trên cái quy trình của duyên sanh, của duyên hải, của duyên sanh tức là thập nhị duyên khởi đó. Còn nếu mà thức một cách chung tổng quát thì cũng như thế, như hồi nãy chúng tôi nói là hồn lìa khỏi xác, thức nó lìa khỏi cái tứ đại này, hay là chúng ta gọi là cát bụi, tức là thân cát bụi này nè. Nó thì cái gì khi mà nó lìa khỏi thì cát bụi sẽ trở về cát bụi, nhưng chỉ có thức đó nó đi tái sanh. Mà nếu như là một vị A La Hán thức diệt luôn thì không còn đi tái sanh nữa. Đó là cái giá trị tuyệt đối. Còn cái giá trị thứ hai nữa là khi thức trong người là kiếp con người của chúng ta, mà khi chúng ta chết tức là tâm trong tự đã xuất hiện, thì tâm cái gì thì tâm tái tục nó xuất hiện. Tâm tái tục xuất hiện thì tâm tái tục xuất hiện đó tức là khi đó nó đã tái sanh rồi thì cái xác thân này không còn nữa. Cho nên không bao giờ có chuyện, không bao giờ có cái chuyện mà nói là chết đi mà sống lại, đã chết sự chấm dứt rồi thì không còn nữa. Chỉ có riêng một vị tứ quả tức là A La Hán thì không còn cái tái sinh nữa, tức là thức diệt toàn bộ mọi khổ uẩn chấm dứt luôn. Tức là hãy là chúng ta nhớ chỉ là vô dư y niết bàn đã xuất hiện, đã chấm dứt thì toàn bộ mọi khổ uẩn diệt. Thì ở đây trong cái bài kinh này có nói đến cái chỗ đó, chúng ta thấy
nói rõ trong bài kinh cho chúng ta mới được thấy, thì chúng ta mới thấy nó chính là một cái điều mà chính Đức Phật ngài đã xác định rõ cho chúng ta thấy. Chủ danh và sắc được đoạn diệt không dư, tức là không còn nữa. Ở đâu mà đất nước rửa gió, ở đâu đất nước rửa gió và gió vô sở trụ, ở đấy nước xuống chảy ngược, vòng luân hồi chuyển xoay, ở đây danh và sắc tịch diệt không mãi mãi, tức là đã chấm dứt thì không còn cái gì nữa. Thì cũng như thế, khi mà tất cả chúng ta hiểu biết về một quy trình của sanh diệt của cuộc đời đó, nó là cái gì? Bởi vì Đức Phật ngài nói rằng cái sự chết của chúng ta như là chúng ta thay một cái áo mới. Thay cái áo mới đó chính là như là thay một kiếp sống mới. Nếu như kiếp sống này mà nó bệnh hoạn rồi thì chúng ta đừng có sợ chết, mà chúng ta phải có sự tu tập thì chúng ta chuẩn bị cho cái sự tái sanh của mình nó ổn định, nó kết quả tốt đẹp hơn. Nhưng ở bài kinh thì chính là nói rằng khi mà ở đây danh sắc diệt thì tịch diệt không mãi mãi, có nghĩa là nói đến Niết Bàn đã xuất hiện, hay là nói đến các vị ấy đã tụ tứ đạo tứ quả rồi thì không còn tái sinh cho luân hồi ở trong cuộc đời nữa. Bởi vì như vậy thì chúng ta biết là khi đó thì xem như mọi thứ nó đều diệt tận. Khi thức diệt ở đây xác định rõ chính là vị chứng tứ quả A-la-hán. Còn nếu như mà còn hồi nãy chúng tôi nói một cách là thức mà diệt mà để mà đi tiếp tục còn cái tái sanh nữa đó, để nó chỉ chúng ta hiểu thôi, chứ cái thức diệt đó là hoàn thức, nó thức của con người bình nhật hay chúng sinh phạm phu hay các bậc thánh hữu học, mà từ sơ đạo cho tới nhị đạo cho tới tam đạo, bởi còn một kiếp trót, chỉ còn một kiếp nữa, tam đạo tức là còn một kiếp nữa là chấm dứt sanh tử đạo đau khổ, từ khi bị chết thương sẽ sanh về cõi ngũ tịnh cư là như thế, ở chỗ đó và chết luôn. Thì chỗ đó đó, ngũ tịnh cư đó xem như là, thưa quý vị, chúng ta tạm gọi ở đây, chúng ta nó gọi như là một cái chúng ta gọi là Tây Phương Cực Lạc, chỗ đó chính là Tây Cực Lạc đó. Còn ai mà sanh về cái cõi ngũ tịnh cư này thì không có nói cái chuyện cực lạc được nữa. Ở chỗ đó rồi không còn đau khổ trong thời gian là vì ấy vô dư y bạn luôn. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, ở chương trình sinh hoạt và thảo luận của Đồng Phật Pháp Bồ Tát Tham Má đến đây đã được hoàn mãn. Kính đảnh lễ và cảm niệm công đức của chư tôn đức tăng đã vào room để phụ giúp và tham dự cho cái cuộc sinh hoạt, và cũng như chư Phật tử điều họp chương trình, tất cả đại chúng được lắng nghe. Kính chúc quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính chúc toàn thể một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp quý ngài và quý vị như vào ngày mai như giờ thường lệ. Dạ. Kính đảnh lễ với ngài và kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và mời chư chúng hôm nay lên để kết thúc chương trình và để cảm tạ và kết thúc chương trình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh thành kính tri ân Thượng tọa Tề Quyền đã từ bi bào phần sót chót để cho đạo tràng được liên tục ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa huy diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụng, Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Con thành kính tri ân quý ngài và Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bodhidharma xin phép được đóng trơn trong vài giây tới. Kính chào tạm.